nay Đô TV sẽ dẫn các bạn đi tham quan một điểm chụp hình check-in mới khai trương tại thành phố Phan Thiết vào ngày mùng 2 Tết vừa rồi. Thì hôm nay là ngày mùng 6 Tết thì mới có dịp dẫn tất cả các bạn đi. Thì để đi tới cái địa điểm này thì các bạn phải đi tới con đường Nguyễn Duy Trinh. Thì đây mình đang đi cắt qua đường Tôn Đức Thắng, thì đây nó nằm sát bên cạnh bên hông của tập đoàn Đại Đông nha các bạn. Thì ở đây nó sẽ có đường Nguyễn Duy Trinh. Thì bây giờ mình đang chạy qua trường mẫu giáo tiểu học Thanh Nguyên. Thì mình các bạn cứ đi đường Nguyễn Duy Trinh băng qua con đường 19 tháng 4. Mình đang cắt qua con đường Võ Chí Công. Con đường Nguyễn Gia Trinh nó sẽ cắt ngang con đường 19 tháng 4 và nối dài, nó nằm sát bên cạnh của công an phường Xuân An. Đây là lần đầu tiên mình tới địa điểm này cũng rất là mới. Nên là mình phải chắc phải hỏi đường rồi. Đây, tới đây thì các bạn sẽ băm qua con đường bê tông luôn. Đây nó có một con đường bê tông khoảng 2,5 m, thì đây là xe hơi đi không có được, chỉ có xe máy thôi. Và mình ở đây mình thấy cái bảng rồi nè, đó các bạn thấy cái bảng vườn nhà ai, đây nó rẽ trái, vậy là nó đi theo con đường bê tông này. Ở trong cái khu này thì cũng này, ở phía trước kia là vườn nhà ai rồi các bạn, đường rất là gần, rất là dễ đi. Bây giờ mình sẽ đi vô gửi xe, mình coi dịch vụ như thế nào nha. Đây trước cổng có cái bảng vườn nhai nè các bạn ơi. Ở đây là cái quầy dịch vụ hả? Dạ, đây là cái quầy để bán vé. À, quầy bán vé ở đây. Ủa, tối chưa? 4 người. À, nhà mình là đi chung hết luôn hả? Đây đây đây, 1 2 3 4 đây. À, bé này mà miễn phí. À, miễn phí nha, giờ là 3 vé. Dạ, 3 vé. Hết bao nhiêu tiền vậy? Dạ, 150 ạ. 150. Chưa. Ở trong đây là đâu, mình đâu có cà phê hay nước gì đâu hả? Dạ, có nước, khoáng nước ngọt. À. Ở đây là lượt vé 50.000 một lượt nha các bạn. Thì ngay chỗ trung tâm của vườn này thì có là một cái hồ nước, xung quanh đây bằng đá nè, đá cuội, cái này đá sông dựng lên. Phía trước kia có là một cái bờ kè đi ra để mà chụp hình. Đây xung quanh đây thì được lót bằng cỏ lá nhỏ, cỏ mịn á. Thì ở đây mình thấy vô không gian đây cũng rất là đẹp. Cái này là trong một cái khu vườn của nhà, rồi họ trang trí lại, họ xây dựng lại để lập cái điểm chụp hình check-in. Thì thấy bây giờ mình thấy lượng khách giờ này 11 giờ thì lượng khách cũng tầm khoảng
gần 100 lượt khách vào đây. Thì ở đây mình thấy có họ có trang trí cái ngôi nhà lợp bằng lá dừa và vách đất trang trí theo kiểu người dân Nam Bộ hồi xưa vào cái thời điểm mà khoảng năm 1975. Ở đây thì có cái cây cột làm được bằng gỗ luôn nha tất cả các bạn. Mình thấy đây trang trí cũng khá là thú vị khi mà ở ngay giữa lòng thành phố lại có xây dựng những cái điểm chụp hình mà có những cái ngôi nhà vách đất hồi xưa. Thì ở đây họ trang trí trồng hai bên hoa. Ở đây có chiếc xe bò này, theo phong cách hồi xưa luôn, rất là đẹp. Rồi mình nhìn xe đi một vòng ha các bạn ha. Giờ để mình đi vào trong ngôi nhà cho tất cả các bạn xem. Ở đây được ghép bằng đất sét rơm. Và đây bằng cửa hồi xưa luôn. Đây là những cái song cửa hồi xưa. Ở đây dàn mái. Đây là cái bộ dáng hồi xưa này, hồi xưa thấy nhà ai mà nó làm cái nào cũng có cái bộ dáng như thế này hết các bạn. Đây là bộ dáng ba ngựa. Được trang trí lại ở chính giữa khu viên nhà đây được trang trí các cái bộ sách. Ở trên đây có cái máy cassette hồi xưa này của Sony, cái dòng này hồi xưa là cực kỳ hiếm luôn. Ở phía dưới đây thì lót bằng gạch bát tràng. Ở đây có ghế nằm nghỉ. Rồi đây là có cái cối xay hồi xưa nữa các bạn. Cối xay hồi xưa này là hồi xưa ta làm bằng tre ta đan xong rồi ta lập lại, ta lấy đất ta trét. Và đây là cái trạng rê. Cái này là để chứa mấy cái đồ ăn này, sau khi đồ ăn thì ta chứa lại đây nè. Thì đây này đóng lại. Còn ở trên đây thì có các cái bình gốm sứ, đây có các cái nơm. Rồi tiếp đến mình đi xung quanh ngôi nhà nha. Ở đây thì có trang trí các cái loại hoa màu gà. Còn phía đây là cái gốc cây gỗ mà họ trang trí các cái hoa tứ quý nằm treo đây cũng rất là đẹp ha. Thì giữa các cái thảm cỏ thì họ có trang xây dựng các cái lối đi tầm khoảng 60 để chúng ta đi xung quanh. Thì đây các bạn nhìn thấy toàn diện cái ngôi nhà. Cái ngôi nhà này khi mà mình vào mình cảm giác nó giống như cái ngôi xà hồi xưa mà mình đã từng sống trong. Tức là nhà được làm các cái khung bằng gỗ, bằng tre nướng, rồi sau đó là dùng đất sét hoặc là sình với lại rơm để tạo thành cái chất vữa để mà đắp lên. Khung cảnh rất là đẹp, nhưng mà ở trong đây là họ chỉ có bán vé cho các bạn vô tham quan chụp hình thôi, chứ còn mà trong đây không có ăn uống, chỉ có họ có bán nước. Họ có bán nước suối hay là nước ngọt, chứ còn ở đây không bán đồ ăn hay cà phê. Ở đây mình thấy có một cái cối giả giống như hồi xưa rồi các bạn. Nếu mà hồi xưa cái cối này giả là phải dậm cái chân đây nè. Đó. Dậm đây mà đẩy lên nè. Đó, là giả như vậy. Thì đây là cái lúc hồi xưa mà giả gạo thì người ta sử dụng cái này, người ta giả. Rồi phía trước kia nó có cái cối. Cái cối đó là để gạo một người ở đây giả nè. Thông thường ở đây nó phải có một cái cây nữa, đây nó có hai cái cây nữa. Và giả hồi xưa là giả gạo là giả bằng cái cối này nè các bạn nè. Ở đây thì trước nhà có trồng một hai gốc mai. Và đây là một cái dãy mai nữa, mai nhỏ. Thì đây cây mai này mình thấy nở rất là vàng, rất là đẹp. Cái gốc này cũng trên mười mấy năm rồi các bạn, gốc cũng rất là bự. Và đây là cây mai thứ hai, cây mai này
Mình thấy hoa rất là đều, hoa vàng năm cánh, rất là đều, rất là tròn nha. Và gốc mai này cũng, mình thấy hai gốc này cũng tương tự ở một cái thời niên đại của nó, khoảng mười mấy năm á. Đa số là hồi xưa mà nếu mà nhà nào mà chơi cây cảnh á, thì đều cũng phía trước nhà cũng có một vài cây mai để mà Tết chơi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi dọc qua phía bên đây cho các bạn coi nha. Ở đây chỉ là một cái nơi để cho các bạn chụp hình, check in chụp hình ở trong dịp Tết. Thì cái quán, cái địa điểm vườn nhà xưa này mới khai trương vào ngày mùng 2 Tết thôi các bạn. Và hiện tại bây giờ hầu như là mình thấy cái quán này cũng chưa được nhiều người biết đến. Mình hy vọng trong thời gian tới hoặc là xem clip này các bạn có thể biết được là cái địa điểm chụp hình check in này để các bạn có thể tới tham quan nha. Và bây giờ mình sẽ dắt các bạn đi một vòng nữa. Thì đây họ là một cái cầu ra rất là nhỏ, diện tích thì nó nằm khoảng 1m2 thôi, nhưng mà cái khung này được sơn trang trí. Thì ở đây xung quanh là nước, tạo một cái hồ giống như hồ Phong Thủy vậy. Còn ở đây có cái ghế, các bạn có thể ngồi đây các bạn chụp hình. Mình thấy rất là đẹp, rất là lý tưởng nha các bạn. Phía dưới đây có đặt mấy chậu hoa Tết. Rồi đây có một cái, họ làm một cái sàn gỗ để mấy cái ghế đây nè các bạn. Có thể các bạn lên đây. Ở trên đây thì đứng đây thì các bạn có thể chụp hình. Thì ở đây là xung quanh đây là giáp đất rồi các bạn. Nói chung là lên đây á, nếu mà các bạn ngồi thì nó rất là thoải mái. Rồi phía bên đây thì có các cái vườn, cái lối đi, cái vườn hoa. Thì mình thấy như đây là hoa kim phụng. Đây nè, đây là tầng hoa kim phụng đây các bạn, nguyên một dãy hoa kim phụng. Từ đây có hoa vàng, hoa hồng, hoa trắng. Ở phía kia họ có làm một cái bức tường giống như cái điểm nhấn cho cái khu vườn vậy. Và cái tên của nó là vườn Nghĩa Ai ha. Khá là đẹp. Thì đây là chủ yếu là điểm chụp hình thôi, chụp hình check-in thôi, chứ còn mà để ở trong đây nó không có bán cà phê, chỉ có bán nước khoáng là các bạn có thể mua ngay tại quầy vé. Đi vào ở trong đây mình thấy cái điểm ấn tượng nhất vẫn là cái ngôi nhà lá dừa và vách đất sơn màu vàng. Thấy là đó một điểm nhấn rất là nổi bật ngay chính giữa khu vườn này, rất là đẹp. Đây là chiếc xe bò các bạn. Đây là xe bò là được phục dựng lại, xe bò hồi xưa luôn. Tại xe bò hồi xưa là người ta có làm cái này để người ta bảo vệ cái bánh che nắng che đồ nè. Rồi có thể là bỏ một vài bao lúa trên đây khi mà đi về. Còn ở đây là cái đồ giống như cái tó vậy. Cái tó mà khi mà xe lên dốc mà lỡ mà có cái tuột, xe bò nó tuột á, thì người ta làm cái này xuống để người ta chống cái xe lại. Thì xung quanh đây là có hai cái bệ để bảo vệ cái bánh xe. Rồi ở đây là cái ách ở đây thì thấy cột hai con bò lại. Một địa điểm mới để cho tất cả các bạn tham quan và chụp hình ảnh lưu niệm ngay tại giữa lòng thành phố Phan Thiết. Cái khu vườn này nó nằm thọt ở trong những cái ngôi nhà cũng không có sâu lắm, chỉ các bạn chẳng cái địa trên đường Nguyễn Duy Trinh. Các bạn đâm qua con đường Trần Văn Diệu luôn. Các bạn đi qua con đường Trần Văn Diệu rồi sau đó các bạn ghé chạy thẳng theo con đường bê tông thì các bạn có thể gặp được cái địa điểm này. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc ha. Nếu các bạn cảm thấy video có những phút giải trí, trải nghiệm thì các bạn hãy bấm like để ủng hộ tinh thần cho video. Và nhớ hãy share video này để cho mọi người cùng biết đến địa điểm này nha. Nếu các bạn nào mới vừa ghé qua kênh DoTV thì hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh này càng phát triển. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau.